Mấy hôm nay ấy, cư dân mạng đã xôn xao về cái câu chuyện tù nhân Lê Đình Lượng tuyệt thực ấy, mà các nhà đấu tranh dân chủ cuội gọi là tù nhân lương tâm. Mà lúc nãy Dương Vy cũng chia sẻ đấy, ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm nhé. Đó là những kẻ vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam bị xử lý, chứ không có cái tù nhân lương tâm. Tù là tù. Cái việc mà nói tuyệt thực của các đám gọi là tù nhân lương tâm này, cái đám phản động này này, nó không còn xa lạ gì ở Việt Nam. Nghĩa là bọn chúng ấy bỏ cơm tù, chỉ ăn cơm thăm nuôi của gia đình đấy, của người thân, hoặc là của những cái thành phần nó tham gia chống đối ấy, tiếp tế cho. Thì nói rằng cái chế độ ăn của người nhà tiếp tế nó đầy đủ chất dinh dưỡng hơn cơm ở tù đấy. Những kẻ này ấy, nói bảo là tuyệt thực béo ú béo ụ ra như ba mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Những cái thành phần này nói là tuyệt thực, nó chỉ là nói bằng mồm thôi, không có hành động thực tế. Mọi thứ có sẵn ấy, nó mô phỏng những cái lớp đi trước có sẵn rồi, nó sắp đặt sẵn rồi. Mục đích là câu kéo sự quan tâm của các thế lực thù địch phản động ở trong nước và hải ngoại, đặc biệt là các thành phần phản động ở quốc tế này, nó can thiệp sâu vào cái công việc nội bộ của Việt Nam. Mới đây ấy, thông tin từ con trai Lê Đình Lượng nói là hắn ấy, tuyệt thực tại nhà tù 3 sao Hà Nam, cho rằng bố hắn năm nay đã 55 tuổi rồi, một bức án oan cho 20 năm đã là điều không ai dám nghĩ đến. Nhưng mà Dương Vy nghĩ cái mức án 20 năm tù đối với Lê Đình Lượng này còn ít. Hắn còn nói là những điều tồi tệ ngay lúc này là bố tôi đang tuyệt thực để đòi quyền sống cho cả đời. Hắn còn nói thêm là bố tôi tuyệt thực để sống cho cả thể xác lẫn tinh thần tại trại giam Nam Hà. Rõ ràng đây là một cái kịch bản tồi mà hắn đưa ra. Khi họ cho rằng ấy, nếu đưa cái tin này ra thì có thể đánh lừa được công luận, tạo cú hích mạnh để thu hút sự chú ý của các thế lực phản động ở hải ngoại, cũng như cái đám nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn ở trong nước này. Mà Lê Đình Lượng này là ai? Đấy, Dương Vy chia sẻ lại cái tên Lê Đình Lượng. Lê Đình Lượng được sinh ngày 10 tháng 12 năm 1965, trú tại xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Lê Đình Lượng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại điều 79 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 1999. Trên cái cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong cái hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định Lê Đình Lượng là người hoạt động đắc lực cho cái tổ chức khủng bố Việt Tân tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Hành vi của Lê Đình Lượng đã lôi kéo những người là công dân Việt Nam tham gia vào cái tổ chức Việt Tân, phát triển cái tổ chức Việt Tân trên cái lãnh thổ Việt Nam. Lê Đình Lượng thể hiện sự tích cực thực hiện tôn chỉ mục đích của tổ chức Việt Tân, hòng làm suy yếu tiến tới là bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân, chống lại chính quyền nhân dân Việt Nam. Đấy, những cái thủ đoạn của hắn ấy, thông qua kết nối Internet này, bằng like phản hồi này, chia sẻ với các tài khoản Facebook khác với nội dung là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, từ đó tìm cách tiếp xúc dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia vào cái tổ chức Việt Tân của hắn. Trong cái quá trình sử dụng Facebook ấy, Lê Đình Lượng đã thể hiện rõ cái tình cảm, ý chí đồng lòng cùng cái tổ chức Việt Tân này, tích cực theo dõi, đăng tải, chia sẻ nhiều cái bài viết tuyên truyền cổ xí cho Việt Tân.
Trong đó có nhiều bài viết bình luận ca ngợi Việt Tân, cổ vũ đường lối của tổ chức khủng bố Việt Tân này. Nó xuyên tạc về cái tình hình Việt Nam, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng các sự kiện chính trị xã hội, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, môi trường để xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Đó. Xét về cái hành vi và bản chất của vụ án, tính chất của vụ án ấy, nó thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra trong cái thời gian dài, nó lôi kéo nhiều người tham gia vào cái tổ chức. Chính vì vậy ấy, tòa án đã xử lý Lê Đình Lượng này này theo cái khoản 1 điều 79 của Bộ luật hình sự, điều 38, điều 39, điều 92 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, và hội đồng xét xử đã xử phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù quản chế và 5 năm 20 năm tù giam ấy, và 5 năm quản chế. Bây giờ Dương Vy quay lại cái việc mà các nhà đấu tranh dân chủ cuội bảo yêu Đảng, yêu dân, yêu nước, yêu đồng bào, yêu dân tộc. Dương Vy xin lỗi mọi người nhá. Hôm nay chả biết thế nào, khản họng quá, máy tính chập chá chập chờn, điện thoại nóng quá, đầu line nó đen xì, tắt làm line, lại line mới. Lúc nãy thấy Ngọc Hiền, Bích Trang cứ vào đây này, xong với đám Lê Thương, Chiêm Thái, Nguyễn Thái Hưng, những nhà đấu tranh dân chủ cuội đầu bù răng bựa này, nói bảo yêu dân yêu nước lắm. Bây giờ miền Trung đang lũ lụt này, các vị sao không ra đấy đi cùng bà con nhân dân, cùng với lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan công an, quân đội tham gia ứng cứu, ứng phó, phòng chống lụt bão ở khu vực miền Trung đi. Toàn thấy là người, những cái chiến sĩ công an, cảnh sát, quân đội, người ta tham gia vào giúp đỡ người dân. Trong khi đó các vị nói yêu dân, yêu nước, thì các vị ngồi uống cà phê, live stream, chửi Đảng, chửi nhà nước, xuyên tạc chế độ, chửi những người như Dương Vy phản ánh lại những cái xuyên tạc của các vị. Các vị cho là những người này là bò đỏ này kia. Các vị yêu cái gì? Các vị yêu những cái đồng đô la bẩn thỉu nước ngoài gửi về thông qua những cái sự kiện, thông qua những cái đợt mưa bão, là các vị kêu gọi là ủng hộ quyên góp cho đồng bào ở trong nước, hoặc là kêu gọi bà con kiều bào ở hải ngoại ủng hộ yểm trợ cho đồng bào phong trào trong nước đòi đấu tranh dân chủ ở trong nước, để kiếm những cái đồng tiền đô la bẩn thỉu đó bỏ túi. Mục đích của các vị đấu tranh chửi Đảng, chửi nhà nước là moi tiền bà con kiều bào ở hải ngoại. Mà bà con kiều bào ở hải ngoại năm 2014-2016, hai năm đó bị mắc lừa rất là nhiều thông qua đài FBTN. Bởi vì cái đài đó nó tổ chức rất là nhiều đêm nhạc hộ. Cái đài đó thuộc của Việt Tân nó sở hữu nhé. Tổ chức rất là nhiều đêm nhạc hộ để quyên góp tiền 5 đô la, 10 đô la, 100 đô la, thậm chí có người 1-2 nghìn đô la, để làm sao? Để nhờ các vị chuyển những đồng tiền đó về nước ủng hộ bà con kiều bào bị lũ lụt, bị gặp khó khăn đó. Nhưng mà cuối cùng có đến tay đồng bào đâu? Các vị chia chác nhau không đều, tố nhau trên mạng. Các vị yêu cái gì nước? Các vị yêu những đồng đô la bẩn thỉu đó